chảo cơm này rất là ngon luôn nè. Rồi cuối cùng thì là cho hành lá vào. Rồi chiên lên cho nó thơm. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Taylor. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ một cái món ăn rất là ngon mà ăn hoài không ngán luôn, ăn rất là ghiền luôn. Hôm nay Taylor sẽ làm món cơm gà chiên nước mắm. Ở đây Taylor có chuẩn bị nguyên liệu nè. Đây là cơm Taylor đã nấu 3 cup gạo mà mình để qua đêm nha, để cho gạo nó khô lại, nó ráo cái hột gạo á thì mình chiên á cái hạt cơm nó ngon hơn, nó gời hơn. Với lại Taylor nấu gạo khô, cái gạo mà lựa cho cái loại nào mà là gạo cũ á, gạo năm ngoái á thì nó khô hơn, nó không có còn chất nhựa nữa đó, thì mình xào cơm nó mới ngon. Đây là 3 cup gạo nha, thay là nấu xong hay là bỏ để qua đêm, để giờ thay là lấy ra trong cái thau giống gì đây. Đây thay là có salad nè, cà, dưa leo, thay là có thêm hành lá để mình chiên cơm, ớt, tỏi để mình làm nước mắm, mình làm mình chiên gà nha. Còn gà thì ở đây là thay là có đùi gà. Đùi gà này Taylor lấy khoảng chừng 1 ký. Taylor lấy cái xương ra hết rồi. Còn đây Taylor có trứng nè. Mình có thêm dầu màu điều. Dầu màu điều thì để mình chiên cơm cho cái màu cơm nó rất là đẹp á. Bột chiên giòn. Bột chiên giòn thì Taylor sẽ lấy để mình chiên cho cái gà của mình nó giòn lên á. Hành lá thì Taylor cắt nhỏ để mình bỏ vô cơm cho nó đẹp. Ở đây Taylor có một củ tỏi, mình lột vỏ tỏi bỏ hết đây ha. Taylor sẽ băm nhuyễn và mình dùng để làm cái nước mắm gà đó, nước mắm để mình trộn với gà. Đó. Rồi mình bỏ tỏi qua một cái chén để tí nữa mình cần tới thì mình dùng nha. Sẵn thớt đây Taylor băm ra ớt, băm ớt luôn để mình làm nấu ra cái nước mắm á. Đó, thì là bầm sơ sơ ớt giống vậy đây. Mình không có cần phải bầm nhuyễn. Bầm sơ sơ để nó còn cái miếng ớt á, để mình nấu nước mắm lên nó đẹp. Rồi, thì là cho hết mấy cái đùi gà này vào cái thau để mình ướp nha. Rồi, thì là cho một muỗng cà phê bột tỏi nè, để cho nó thơm cái gà. Thì cho thêm một muỗng cà phê đường. Mình ướp sơ sơ thôi, tại vì tí nữa là mình có thêm nước mắm á, cho nên mình không có cần phải ướp nhiều gia vị quá. Nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm chay, rồi một tí tiêu cho nó thơm. Rồi tất cả những hỗn hợp này mình trộn lên cho nó đều. Đó, thôi là trộn lên, mình để qua một bên khoảng chừng nửa tiếng, 30 phút để cho cái hỗn hợp này nó thấm gia vị chút xíu nè. Rồi bây giờ Taylor sẽ tiến hành làm nước mắm nha. Nước mắm thì Taylor cho 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh vung đường nè vào cái tô này, nửa trái chanh vào luôn nha. Sau đó Taylor cho 4 muỗng canh nước mắm. Taylor dùng nước mắm Phú Quốc. Nước mắm này nó có cái vị rất là ngon. Nó không có mặn lắm. 6 muỗng canh nước dừa. Mình chọn hỗn hợp này lên. Cái vị chua chua, ngọt ngọt là ok. Thế là cho hết ớt vào luôn. Wow, nhìn rất là ngon. Sẵn cho tí tỏi vào luôn. Tỏi thì mình để dùng, mình sấy lên á, nó thơm hơn. Thế là chỉ cho một ít tỏi vào đây thôi. Còn như tỏi thì mình để mình sấy. Rồi bây giờ thế là sẽ cho 4 cái trứng vào cái cơm luôn nha. Mình trộn trứng với lại cơm á, khi mình chiên lên á, nó có cái màu trứng rất là đẹp. Rồi thêm nó cái hạt cơm nó rời ra nó ngon hơn. Rồi sau đó thì là lấy cái phới, mình trộn lên cho nó đều với lại trứng. Mình coi đủ trứng chưa, nếu sao mà nó ẩm, nó gờ, bao phủ hết cơm là ok. Còn nếu thiếu thì nhiều khi trứng nhỏ đó, cho nên mình cho thêm trứng cũng được.
Thôi Taylor sẽ cho thêm một cái trứng nữa, tại vì cơm mình hơi nhiều quá. Thế là mỗi lần Taylor làm á là Taylor làm nhiều để cho gia đình ăn luôn. Cho nên mình làm số nhiều, nếu như mình gia đình bạn ít á thì mình có thể bớt cơm hoặc bớt thịt lại nha. Cái này mình nấu trong nguyên tuần ăn luôn. Đó, khi mình cho trứng vào mình trộn cơm lên á thì cái hạt cơm nó bờ rời hơn nè. Rồi thế là trong cái thau nhỏ này thế là có đây hai cái trứng gà. Bây giờ mình trộn chung với lại cái gà ướp hồi nãy nha. Đó, mình trộn chung với cái gà ướp này. Sau đó mình trộn lên cho nó đều lên cái nó thao thấm với lại trứng gà nè, để mình nướng bột á nó thấm bột nhiều hơn. Rồi bột thì thôi lấy ra một ít nè, trong cái thau nè mình để sẵn đó. Khi mà mình chiên á, khi mình nhúng miếng bột cái mình thả vô cái dầu mình chiên luôn. Đó, bây giờ thì là lấy một ít một cái miếng gà nè ha, mình nhúng vào bột. Mình có trứng gà thì cái bột này nó dính vô cái miếng gà nó chắc hơn là không có. Có cái bột vô thì cái gà của mình á nó sẽ giòn hơn, cái da nó giòn hơn nè. Tại vì cái này á hồi nãy mình chiên lại lần thứ hai nó mới giòn. Nhưng mà hai miếng này lấy ra được nè. Sau là lấy gà ra hết rồi. Bây giờ mình dặn cái lửa cao cho lên chút xíu nè, cho cái nồi dầu á nó lên cao tí, bắt đầu mình chiên cái lần thứ hai. Lần thứ hai thì phải là mở lửa rất là lớn để cho cái gà này nó chiên lại sơn để nó giòn ở phía bên ngoài. Đó, lần sau lần thứ hai thì cái da nó cứng hơn, nó sẽ giòn hơn nè. Đó, như đây. Rồi mình thấy tàn đũa thì mình vừa ý á, mình vớt ra nha. Rồi thế là cho một miếng dầu vào cái chảo mới ha, cái chảo khác ha. Rồi thế là sẽ cho hết tỏi còn lại vào nè. Mình sấy cho cái tỏi này nó vàng lên nha. Rồi sau này sẽ lấy ít tỏi này ra. Mình lấy ít tỏi khô ra ha. Còn tỏi còn lại thế là cho hết cái mắm vào. Cái mắm này thôi là nấu cho nó sạch thiệt sạch. Nó sạch lại nhiều lắm á, nó không còn nước nhiều á thì khi mình bỏ gà vô nó không có bị mềm cái gà. Cái gà nó vẫn còn giòn. Rồi nước mắm bây giờ đã sạch lại rồi. Giờ thôi là cho hết gà vô mình trộn luôn. Mình hấp dẫn ra luôn ha. Đó, tức là có một cái chảo gà rất là ngon luôn. Mình hấp dẫn lắm luôn á, nó thơm ơi là thơm luôn. Rồi bây giờ Taylor sẽ tiến hành chiên cơm nha. Chiên cơm thì Taylor sẽ cho phân nửa cái tỏi này vô nè. Tỏi vàng lên thì là cho cơm vào. Lúc này thì phải là cho một muỗng canh dầu màu điều để cho cái màu cơm nó đẹp hơn á. Đó, hạt cơm của mình có dầu màu điều vô á, cộng với trứng nữa, trứng nó sẽ làm cái hạt cơm bời rời, còn cái dầu màu điều thì nó làm nên cái màu rất là đẹp luôn nè. Rồi bây giờ theo là sẽ nêm gia vị luôn nha. Thì mình cho tiêu, muối, đường với nước mắm thôi à. Cái cơm này rất là đơn giản. Một muỗng cà phê hạt nêm chay.
nửa muỗng cà phê muối. Mình chặn lên để cho cơm đựng khét. Đường thì thay là cho một muỗng cà phê. Rồi cuối cùng thì Taylor sẽ cho một muỗng canh nước mắm ngon vào cái cơm này luôn. Taylor sẽ rưới ra, mình chia ra hai lần. Mình chiên lên trước rồi mình mới cho tiếp. Rồi mình có thể nêm nếm trở lại nha. Nếu mà thấy cái vừa khẩu vị của gia đình mình là được nha. Rồi Taylor sẽ cho ít nước mắm nữa là được. Rồi mình xào sơ lên cho nó thấm hết gia vị trở lại. Chảo cơm này rất là ngon luôn nè. Rồi cuối cùng thì là cho hành lá vào. Rồi chiên lên cho nó thơm. Có hành lá vào thì nó cái màu nó đẹp hơn nữa nè. Nó tôn lên cái màu vàng. Rồi xong rồi có cái màu xanh xanh. Rồi bây giờ thì là cho cơm vào dĩa nha. Cơm hạt cơm vời gời rất là ngon. Rồi cái màu cũng đẹp. Rồi cái hạt cơm nó còn mềm ở trong nha, chứ không phải là nó cứng. Đây thay là đã hoàn thành một cái dĩa cơm gà chiên nước mắm. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cơm cái màu rất là đẹp. Gà nhìn còn rất là giòn luôn nè. Nhìn cái màu gà nó cũng rất là đẹp luôn. Đây bên đây thì mình có thể ăn với lại salad dưa leo với lại cà nha. Cơm mà thay là thấy là mê lắm á. Tại vì cơm này nó bời rời mà nó thơm, cái vị rất là ngon. Cái cơm thơm rất là đậm đà. Thơm mùi tỏi nước mắm. Wow, ngon quá luôn. Wow. Ngon ơi là ngon. Còn giòn các bạn ơi. Ở ngoài cái da của gà nó còn giòn. Còn phía bên trong gà mềm vừa chín, rất là juicy, không có bị khô. Còn cái vị đậm, rất là đậm đà luôn. Ăn cơm thơm mùi nước mắm mà nó không có đậm lắm. Nó vừa đủ để cho mình ăn với cái loại cơm, rất là ngon. Cái da nó giòn rất là ngon. Thay là chúc các bạn thành công với lại món cơm gà chiên nước mắm ngày hôm nay. Nếu mà thấy video hay xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.